bài hát, đó là ca sĩ Lam Anh, và ca sĩ Lam Anh hứa rằng sẽ trở lại sẽ hát tiếng Việt nghe thật là trọn vẹn. Xin quý vị chào đón sự trở lại của một đôi chân dài rất là sexy. Lam Anh. Anthony Jim. Cái tên của anh lắm luôn á. Kính thưa quý vị, là anh Anthony nói là em ra đây là có một hy vọng là sẽ hát trọn vẹn hơn, thì Lam Anh cũng hy vọng như vậy và ước vọng như vậy, nhưng mà nhiều khi lực bất tòng tâm thì quý vị cũng thông cảm nha. Sau đây Lam Anh sẽ hát một bài hát nhạc ngoại quốc, cái tựa đề thì cũng giống như cái tâm trạng của mình vậy đó, là bài này có tựa đề là cho dù trong đời mình có xảy ra chuyện gì chăng nữa, mình sẽ cố gắng, mình sẽ survive. I will survive.